Hello, xin chào anh chị và các bạn. Chúc anh chị và các bạn một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc bên người thân cũng như là gia đình. Hôm nay thì mình toàn xin mời anh chị và các bạn chúng ta hãy về với biển Sầm Sơn. Và mình toàn về đây làm một loạt video, nhân tiện là đi du lịch và làm một loạt video về bãi biển Sầm Sơn. Như thế mà mình toàn sẽ quay lại một số cái hình ảnh và gửi đến anh chị và các bạn. Anh chị và các bạn chúng ta mà muốn xem thêm về cái bãi biển Sầm Sơn thì rất mong anh chị và các bạn chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh miễn phí. Để anh chị và các bạn là người đầu tiên được xem những video mới về các bãi tắm, không những là Sầm Sơn mà còn các bãi tắm ở nơi khác nữa. Ờ, và em gái cũng vậy, cũng được. Xinh đẹp ha, rất là xinh đẹp luôn. Đây, bây giờ chúng ta đi dạo một vòng ở quanh bãi biển Sầm Sơn nhé. Đây là buổi sáng nhưng mà lượng người cũng không đông bằng buổi chiều thì đông hơn. Biển Sầm Sơn và biển ở bãi cháy, hai bãi biển khá là đẹp. Biển Sầm Sơn thì có các cái một đặc trưng là người ta xây các cái lâu đài cát để cho các bạn chụp ảnh, và mỗi bức ảnh như thế là người ta lấy tiền khi mà chúng ta chụp ảnh. Buổi sáng thì hầu như là các trẻ em về để tắm rất là nhiều. Đây, đứng quay một vòng xem này. Đây, các cái đồ bơi của trẻ em. Ồ, có em xinh gái thế nhỉ. Thời tiết ở Sầm Sơn mấy ngày hôm nay nắng lắm anh chị ạ, nhiệt độ cứ khoảng 37-38 độ C thôi. Wow. Yeah.
đá tem nhỏ, bọc cát, bịt cát. Và chúng ta đang đi từ đầu vệ tắm cho đến gần đây là cuối vệ tắm, hoặc là từ lúc này là giữa vệ tắm về đầu vệ tắm. Mình toàn chẳng biết nơi nào là đầu, nơi nào là cuối luôn. Hôm nay thời tiết khá là nắng, mới có 8 giờ sáng thôi mà trời nắng oi bức luôn anh chị. Buổi chiều thì phải tầm ngoài 4 rưỡi 5 giờ, khi đấy thì mới ra mới xuống biển được. Nhưng ngày hôm qua Minh Toàn ở đây thì phải tầm 5 giờ hơn, 5 giờ 15, 5 rưỡi, thì lúc đấy bãi biển mới có người đông được. Chứ còn tầm 4 giờ đổ ra thì biển vắng lắm, bởi vì thời tiết nó nắng, mà nắng ở miền Trung đây nó khác nắng ở các nơi. Anh chị nếu mà đã về miền Trung hoặc ai những ai mà người miền Trung thì chúng ta cũng cảm nhận được cái sự nắng của miền Trung, nắng và gió Lào. Nó có sự của gió Lào, chính vì thế mà nắng nó rất là rát, nó không dịu. Đây là những cái anh gọi là những anh cứu hộ ở bãi biển. Đấy, nằm ngồi ở trên một cái này để khi mà ai mà tắm xa bờ quá là người ta thừa còi gọi cảm. Khu dưới này thì đông hơn ở cái khu gần FLC đấy anh chị ạ. Khu gần FLC thì có vẻ là ít hơn, bởi vì khu đấy thì đa số là các gia đình có điều kiện ta vào những cái khu đấy, hoặc là đi du lịch thì ít người vào khu FLC. FLC thì vào đấy rất là đẹp, hôm qua mình toàn ở trong đấy, rất là đẹp luôn. Cảnh vật thì rất là đẹp anh chị ạ. Hello, dạ. Ôi, em bé đang yêu chưa? Người một mình đang yêu quá. Trẻ con đi tắm biển nhìn đáng yêu quá anh chị. Buổi sáng người ta thường là tắm đến khoảng 8:30 9 giờ thì người ta sẽ về và ăn uống buổi trưa, buổi chiều người ta nghỉ. Ở Sầm Sơn là như thế. Buổi sáng cũng có người, buổi trưa buổi chiều cũng có người luôn. Thank you.
Đây, khu dưới này thì đông người hơn, bên kia lúc này là ít người hơn. Để theo dõi về các bãi biển nói riêng và về cuộc sống của con người Việt Nam nói chung, những video mới thú vị thì rất mong anh chị và các bạn chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh miễn phí, là người đầu tiên được xem các video mới mỗi khi mà kênh có những video mới thú vị anh chị và các bạn nhé. Hôm nay Minh Toàn xin phép là dừng cái video này ở đây. Cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.